Vâng, mình chào cả nhà mình nhé. Hôm nay mình quay lại cho cả nhà mình xem cái mặt hoa của cây tím, mình tạm gọi là tím Campuchia nha. Bông rất là to mọi người. Đấy, bông nó cũng không đến nỗi thưa lắm ha. Đây mình quay lại trong nắng cho cả nhà mình xem nè. Đây nữa cả nhà mình, nó thật là nổi bật ở trong cái đám vàng Pháp nè. Và đây là cái giống của nó. Cái giống này hiện mình đang bán với giá là 150.000 đồng một cây. 150.000 đồng một cây nha cả nhà. 150. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha cả nhà mình. Thông thường mình bán một cặp đó là 350.000 á, mình bao phí luôn. Cho nó tiện. Rồi, mọi người mua số nhiều thì gọi cho mình bớt thêm ha. Số điện thoại của mình là 0917 072 138 nha. Rồi, mình chào cả nhà mình nha.